nha, để gọi là fix cho nó nhanh, chứ tránh trường hợp gọi là mình tới hồi em nhờ em hỏi thì mọi người xem màn hình nó lại không được. Dạ. Rồi thì em sẽ quay vô cái bài hôm nay thì em sẽ có hai cái thôi. Phóng tạm, mọi người có thấy màn hình của em chưa? Rồi thấy đó em, bắt đầu được rồi em, cảm ơn em. À, dạ. À, cái này thì cái lỗi em chưa có sửa lại cái reference. À, thì đầu tiên thì hôm nay mình sẽ làm cái phần visualization, thì nó có hai cái đồ thị thôi, thì nó cũng sẽ là một cái phần nhỏ trong cái mô hình hóa dữ liệu của mình. Thì đó là cái thứ nhất là cái hexapin, cái hai là cái contour. Thì cái hexapin nó thì mọi người nghe là hiểu, tức là cái binning window của nó thành cái hình lục giác. Ở đây là cái hexapin cho mọi người nhìn thử để hình dung, mà nó có thể là mọi người đã thấy nó đâu đó rồi, nhìn nó giống cái tổ ong đúng không? Đó. Thì thành ra cái đồ thị thay vì là người ta sử dụng những cái chấm chấm nha, nó chồng nhau rất là nhiều, khó nhìn. Thì người ta mới sử dụng, nảy ra một cái ý tưởng là sử dụng hexapin. Cái này là một cách. Thì cái cách thứ hai nó là cái sử dụng cái nãy mọi người em có nói là cái contour. Thì ví dụ như mọi người cái này thì tên gọi của nó là hexapin, thì nó chia binning theo cái hình lục giác. Còn cái tiếp theo là cái contour plot. Thì contour plot này thì nhằm khi mình hiểu nhưng mà mình chưa biết cái cách vẽ nó ra sao. Thì cái này là em cũng mới kiểu hồi em làm cái bài này thì em mới hiểu được cái cách nó vẽ. Thì là ví dụ như mình nhìn vô thì mình sẽ hiểu được à cái này giống như cái bên địa lý của mình hồi đó mình học vậy đó. Tức là những cái nào nó nằm ở cái vòng tròn ở trong nè, và thường nó sẽ có tô màu á, thì nó tô màu càng đậm thì chứng tỏ là cái vị trí cái điểm đó nó cao. Cái vị trí cái điểm ở trong cái ô tròn này nè nó cao. Tương tự như vậy thì cái dòng thứ hai á nó sẽ là cái độ cao nó hạ thấp hơn chút xíu, cái đó là ở trong cái địa lý mình thấy. Và cái vòng ngoài cùng này nè là cái vùng mà cái độ cao của nó thấp nhất chẳng hạn. Nhìn nó giống như cái ruộng bậc thang vậy đúng không? Thì ở đây có cái câu hỏi là ủa vậy thì ở trong cái data này của mình á, thì cái này nó là cái gì? Nó không phải là độ cao, thì nó chính là cái gọi là cái đó kêu là gì, cái phân phối của cái dữ liệu của mình, gọi là cái đó kêu là cái, để em nhớ có cái từ nó nghe hay lắm, kêu là cái bài gì ta, bivariate kernel density. À, thì nó chính là cái density của cái hai cái biến, và nó sẽ overlap với nhau. Thì đây mình có biến x nè, biến y nè, và này là cái density nè. Thì mình sẽ vẽ được một cái như thế này. Và mọi người chú ý là cái này là nó chỉ dạng là cái này nó ra đẹp thì nó ra một đỉnh thôi, đôi khi là nó sẽ có hai đỉnh, ba đỉnh. Nó giống như cái đỉnh núi của mình vậy đó. Ví dụ như mọi người mà có hay đi ở núi Bà Đen này vậy, núi Bà Đen nó cũng có một cái núi con nữa là núi heo gì đó, thì nó cũng có hai cái đỉnh. Và cái data phân phối của mình đó, nó cũng vậy, không phải lúc nào nó cũng là gọi là cái bell shape mà nó đẹp, mà nó có thể là có hai ba đỉnh, ví dụ bi model giống như là cái methylation chẳng hạn đó. Thì cái đó là giới thiệu sơ về cái gọi là mọi người hình dung được là à hôm nay mình vẽ cái gì, tại sao lại mình vẽ và khi nào thì mình vẽ. Thì em chỉ nhắc lại, thứ nhất là hôm nay mình vẽ cái hexapin và cái contour, rồi tại sao và khi gọi là khi nào mà mình vẽ, khi mà mình có nhiều cái điểm và cái data của mình gọi là nó chồng nhiều điểm quá, và nó sẽ nếu mà mình không có cái hexapin hoặc là contour, hoặc là có thể một thì nó sẽ rất là khó nhìn. Hoặc là có thể người ta có thể dùng một cách khác, đó chính là cái sử dụng cái kích thước á. Ví dụ như cái chấm đó thì có cái giá trị của nó, thì người ta có thể dùng cái kích thước để người ta vẽ lên chẳng hạn, nhưng mà nó cũng khó nhìn đó. Thì nói chung là mình chỉ cần hiểu là ok, bây giờ nếu mà cái nhiều cái scatter, cái sơ đồ phân tán của mình á, nó vẽ không có khó nhìn thì mình nên làm theo cái này. Rồi thì đầu tiên thì em sẽ quay lại về cái hexapin chart. Thì hồi nãy em có nói với mọi người á, nó là cái đồ thị mà gọi là nó sẽ chia ra những cái ô mà lục giác như thế này, thì nó sẽ chia ra hai chiều. Thì thường á, nó sẽ yêu cầu mình gọi là cái bin size ở trong cái packet, nó sẽ hỏi mình là bin size là bao nhiêu.
Thì ví dụ như ở đây mình sẽ có giá trị từ khoảng 20.000 cho tới 160.000 đúng không? Thì nếu mà em yêu cầu của nó là bin size á là khoảng 50 đi, thì nó sẽ ra cái lượng bin mọi người nhìn đến, thì chị nghe từ đây cho tới đây thì nó sẽ là bằng cái số lượng của những cái ô này. Tuy nhiên nếu mọi người có thể thấy là đôi khi nếu mà mình chia cái pin vậy nó to quá thì nó còn gọi là cái đồ thị của mình nhìn nó vẫn không đẹp. Bằng bằng cách nào mình nhìn biết nó là không đẹp, đó chính là mình nhìn dựa vào cái màu sắc ở đây nè. Thường người ta sẽ tô, ví dụ như cái này là để minh họa cho mọi người hiểu thôi, còn cái thường người ta sẽ vẽ là vẽ như này. Ví dụ như vẽ như này thì nó sẽ không có cái chấm, mà mình chỉ cần nhìn cái màu sắc là mình sẽ biết được cái mật độ điểm ở trong cái từng cái ô đó. Và ví dụ như theo em như cái này thì nếu mà em thì em sẽ chia nó rộng ra hơn chút xíu, cái bên inside nó lớn hơn chút xíu. Ví dụ như cái này thì nó nhỏ quá, nó làm cho cái ví dụ như là có những cái khoảng không này nè, nó trắng luôn. Ví dụ mọi người thấy là có những cái ô chấm trắng trắng nè, thì ngoài đây thật ra nó có nữa nè, nhưng mà nó không tô màu nên mình không có nhìn được cái những cái binning đó. Cho nên thành ra là ví dụ như em cái hình này thì nếu mà là em thì em sẽ tăng cái binning lên để mà cho nó rộng ra hơn và xem được coi là cái mật độ phân bố của những cái điểm nó có thể nó đẹp hơn hay không. Thì cái này cũng làm tay thôi chứ không không có cách nào mà gọi là mình sạch. À, hoặc là mình dựa vào cái ước tính gì đó để mình chọn cái pin đó. Thì cái này là về cái hexabin chart. Rồi thì đây em sẽ cho mọi người gọi là làm một cái bài tập gọi là tập luyện, đó chính là sử dụng cái gọi là cái data mà em đưa cho mọi người có sẵn trong cái script á, thì sẽ làm thành một cái hexabin plot, nó giống như cái hình bên đây phải này. Thì cái này làm nói trước thôi, còn một hồi thì mình làm một lèo luôn bài tập cho nó dễ để mình đi qua cái lý thuyết trước đó đã. Mà cái này thì nó có một cái đặc biệt nữa nha, tức là ở đây thì em có làm cho mọi người thêm, đó chính là cái phần mà gọi là cái redirection line nè. Như mọi người thấy cái này thì lý do tại sao mà gọi là mình làm thêm cái redirection line nè, ví dụ như cái hình này đúng không, nếu mà cái data của mình chấm chấm như vậy nó rất khó nhìn, thì mình binning ra một cái là nó ok rồi. Tuy nhiên mình cũng muốn xem thêm nữa là cái trend, cái xu hướng của nó là như thế nào, thì mình sẽ vẽ thêm cái redirection line vô nữa ha, để gọi là cái hình mình á gọi là nó không quá phức tạp nhưng mà nó cung cấp cho mình nhiều thông tin thì nó sẽ tốt. Rồi ví dụ ở đây em còn vẽ trong cái script em có gửi cho mọi người thì nó sẽ có thêm gọi là cái chỉ số R square nè. Cái này thì em có giới thiệu với mọi người ở cái bài linear regression ở bên cái khóa gọi là machine learning đó. Còn đây là cái phương trình của nó ha. Phương trình này thì mình chỉ có gọi là một biến thôi, y theo x hoặc là x theo y gì đó tùy mọi người. Ví dụ như này em làm cũng hơi ngược ha, này nếu mà chuẩn thì phải là cái methylation ở trong cái rho motor nè, Redic cái gene expression level thì nó sẽ chuẩn xác hơn là so với cái này là x với y nó hơi bị đảo ngược đó. Rồi và bây giờ mình sẽ qua cái contour plot. Thì để mà hồi nãy em có nói, giới thiệu với mọi người rồi, tuy nhiên mà để hiểu được khoan em quay lại phía trên đó, em dẫn dắt làm sao mình phải cần cái hexabin chart để làm gì em? Ví dụ như giờ cái hình phía bên tay trái của em á, là cái scatter plot mà mình thường hay vẽ đúng không? Kim Cương cũng đã giới thiệu cho mình rồi. Thì nếu mà vẽ như vậy thì nó có cái vấn đề gì mà mình phải cần vẽ nó thành một cái hexabin chart để làm cái gì đúng không? Đó. Ở đây mọi người muốn biết cái lý do tại sao, cái vấn đề ở đây là nó là cái gì và tại sao. Dạ. Thì như hồi nãy phần đầu em có nói là ví dụ như mọi người nhìn đây nè, nguyên cái vùng màu đen đây nè. Mọi người có thấy được là ở đây có bao nhiêu điểm không? Ví dụ như nó chồng 100 điểm, 1.000 điểm thì nó cũng như có một điểm thôi. Nè, em đưa chuột ngay chỗ vị trí này, mình không biết nó là bao nhiêu điểm nếu mình chỉ nhìn cái hình. Từ từ con chuột em nó lại lặn mất rồi. Đó, nguyên cái vùng đây nè, mình không biết được bao nhiêu điểm. Nên thành ra là mình đâu có biết được cái phân phối gọi là cái mật độ của những cái điểm đó như thế nào đâu. Còn ví dụ như quay lại cái hình bên này, chị em chỉ cần nhìn vào cái chấm ngay chỗ này thì trong cái vùng này có bao nhiêu điểm. Nếu mà mọi người nhìn vào ngay chỗ cái gì giá trị cao nó nè, ở đây nó khoảng là 40, nó lớn hơn 40 màu vàng ngay cái điểm này.
thì tương tự như vậy, ví dụ như mình sẽ có một cái điểm màu vàng này để mình vẽ theo cái contour, theo cái hexagon đó. Thì nếu vậy thì nó sẽ cho mình biết gọi là được cái giá trị của cái dữ liệu của mình trên cái hình. Còn nếu vẽ như vậy á, thì ví dụ như cùng một cái hình nó có thể có nhiều kết quả khác nhau, thật sự là như vậy. Ví dụ như một cái hình thì mình thấy cũng vẽ giống vậy thôi, nhưng mà cái điểm nó tập trung ngay chỗ này, thì lúc đó mình vẽ cái đường hội quy chẳng hạn, nó ra một cái phương trình A đi, và một cái tệp data khác mình vẽ nó cũng nhìn giống đen đen vậy, nhưng mà cái dữ liệu nó tập trung ngay chỗ này, thì mình làm cái hội quy cái đường nó ra lại khác đó. Cho nên là cái đó gọi là phải gọi là làm cho nó kỹ lưỡng. Mà thường ví dụ như mình nhìn thấy nó đen đen mà nó dày dày, có những cái vùng như thế này là nó không ổn rồi nè. Nếu mà gọi là em mà gọi là ai mà gửi em cái hình mà kiểu vậy là em không chịu, em phải bắt một là vẽ là cái hình hexapin, còn không là vẽ theo cái contour cũng được, tức là dựa vào cái mật độ của những cái điểm mà người ta vẽ theo những cái vòng như thế này và có tông màu. Em để xem, à ví dụ như kiểu này đó, thì em nhìn em sẽ chịu, tại vì ở đây em sẽ thấy cái điểm nó tập trung ngay chỗ này và cái vùng tiếp theo nó tập trung ngay chỗ này. Thầy thấy câu trả lời em có ổn chưa thầy? Mọi người đây thấy ổn chưa? Tôi đâu có dám có ý kiến đâu, tôi chỉ góp ý gì thôi. Mọi người nghe nè, cái audience đó không thấy đá động. Mọi người thấy sao? Dù bình thường thì mọi người dường như kiểu nhiều điểm nó chằng chịt như thế này, thì mọi người sẽ làm như thế nào? Là để vậy luôn hay là chọn cái vẽ theo kiểu này, hay là mọi người có cái một cái ý tưởng nào khác để mình vẽ? Anh Phú thấy sao anh Phú? Thường ví dụ như anh gặp trường hợp mà nó ra nhiều cái điểm mà nó nằm kiểu đen đen giống kiểu này, nó không có rõ ràng ra, thì anh làm sao? Thì nói chung cái Hexpin này anh cũng mới tiếp xúc lần đầu trong bài học bữa nay đó, nhưng mà anh thấy thì đúng là cái nó có cái công dụng tốt hơn, thì tức là cái data của mình nó sẽ được trình bày rõ hơn á. Nhưng mà anh ở đây mình dùng cái dạng hình lục giác là lý do vì sao ta, là để nó ghép lại được với nhau á hả, phải không dạng? Ví dụ À, như mình không dùng hình lục giác, mình dùng hình hình vuông hay là hình tròn gì được không? ví dụ những cái hình nào mà nó fill á, thì có nghĩa là nó lấp trống đầy á, được thì được. À Theo vậy nghĩ là là vậy nha, theo nghĩ vậy nha. Ví dụ như là mình có cái hình vuông được nè, còn cái hình tròn là không được. Lý do tại sao hình tròn tâm không hình được? tròn thì nó Hình có thời tròn gian khoảng trống ha. đúng rồi, hình tròn giống như kiểu hộp trân châu mình bỏ vô cái hộp vậy đó, xong mình đổ nước vô nó vẫn còn cái khe giữa cái những cái khoảng tròn tròn đó. Cái đó theo em nghĩ thôi nha, còn cái hình vuông thì đúng đúng là em cũng chưa nghĩ tới, em cũng không có đặt câu hỏi là Tại vì anh đang thấy cái tên nó là hexpin đó, thành ra là chữ hex là lục giác đó, thành ra là không hiểu tại sao phải là lục giác mà không là những hình khác. Mà nghĩ lục giác thì nó sẽ ghép lại giống như tổ ong được nè, còn mấy đúng hình rồi. khác thì Giờ là như em mới nghĩ ra. Đúng, đúng đúng là không không nghĩ tới thật, kiểu sao nó không phải là hình vuông. Cái này thì để em search sao nha. Còn ví dụ mà thầy có nghĩ là tại sao nó lại không dùng hình vuông không á thầy? tại vì á mai mốt ở đây á chắc Hiếu thì có học, mọi người ở đây chắc là chưa có học. Tiếng Anh nó có một cái là Polaroid diagram đó mọi người, đó là một cái hình á, lục giác như vậy. Thì cái phương pháp á, trong thuật toán á, nó có gọi là cái nearest neighbor á đó. Thì cái lục giác này thì người tính được, nó sẽ chia ra được những cái chỗ nào một điểm gần nhất nó sẽ nằm ở trong một cái hình lục giác như vậy đó. Tôi không biết tiếng Anh đó, Polaroid diagram đó, dịch ra tiếng Việt nó là gì nữa đó. Thì người ta đã chứng minh cái chuyện đó rồi, được không ha? Thí dụ như bây giờ mình chia cái khoảng không gian ra, thì cái hình lục giác này nó sẽ chia đều cái khoảng không gian ra nhất, để mình đổ mấy cái điểm này vào, nó sẽ lọt vào trong những cái Polaroid diagram nó như vậy ha, nó vậy đó.
thì cái này bởi vì là người ta phải chọn cái hexabin là như vậy đó hả? Rồi. À, dạ, tức là cái hình lục giác thì nó sẽ giúp cho một cái thuật toán khác mà người ta thường dùng, cho nên là ở đây người ta mặc định đến hình lục giác. Còn hình vuông thì có thể là không dùng được hoặc là khó dùng thì sau đó nên người ta không dùng. Hình hình vuông em không có chia được, thí dụ có 4 5 điểm mà nó nằm xung quanh đó, em không có chia nó là được thành một cái vị trí địa lý mà chia ra được những cái điểm xung quanh mà lấy gần nhau nhất thì hình vuông không được. Đúng rồi, tại vì ví dụ như hình vuông thì sao ta, để em vẽ thử rồi cái đây nhỉ, rồi ở đây một, giả sử như có một điểm nằm nằm ngay đây, ok, hình dung nó sẽ đây mọi người làm mọi người tốn thời gian. Còn biết hồi nãy em có hỏi anh là nếu mà thường anh gặp trường hợp này thì anh làm như thế nào á, hay là anh chưa gặp cái trường hợp mà anh vẽ nhiều cái điểm, gọi là cái dữ liệu của anh nó chưa đến nhiều đến như này? Thì mấy cái mà thường mấy cái scatter plot này mình vẽ rất là nhiều rồi, nhưng mà cái chuyện nó trùng nhau á thì đó giờ mình cũng hay bỏ qua, tức là mình không có nghĩ tới cái chuyện mình tối ưu hóa cái dữ liệu mà mình hiển thị á. Thì nó bây giờ mình có như cách này, nó hiển thị được thêm cái mật độ của cái điểm thì nó hay hơn, nó nhiều thông tin hơn. Cái này thì nó kiểu nó không có dựa vào cái phân phối hay là cái density gì hết, nó chỉ đếm cái nào lọt vô cái ô đó thì mình vẽ thôi. Nè, ví dụ như mọi người có thể nhìn lại ở đây ha. Ở đây có một chấm nè. Thường thì người ta không có vẽ cái chấm này đâu. Cái này vẽ để gọi là mô tả cho mọi người hình dung thôi. Ví dụ mọi người thấy cái cục này nè, nó có nhiều cái chấm nằm ở trong đó nè, cho nên thành ra là nó sẽ càng xanh đậm. Còn ví dụ cái nào mà có một chấm nè, hai cái này cái màu nó sẽ giống nhau, thì thường người ta sẽ có cái color bar, thì nó sẽ là nằm nằm như thế này. À, để tôi xem màn hình cho mọi người cái này tí xíu ha. Cảm ơn Giang. Sorry. Lỡ nói rồi thì thì dưới đây là cái Voronoi diagram ha. Nếu mà ai mà học về graph theory cũng giống như là mấy cái hình đó, thì nó sẽ chia được, nó có những cái đặc tính đó. Mình sẽ lấy được ví dụ như là vuông góc ở đây đúng không? Và có cạnh là cái điểm đó làm sao mình biết nó rơi vào chỗ nào đúng không? Cái khoảng cách của nó đó, nó sẽ được chia theo, thì mỗi một cái nó sẽ có một điểm điểm như nè. Thì cái hình này đó là cái dạng gọi là Voronoi diagram đúng không? Đó, nó có thể là ngũ giác, có thể lục giác chỗ này kia của mình đúng không? Đó, thì cái này người ta chia một cái region ra thành những cái vùng khác nhau giống vậy nè. Đó, nó có một cái lợi thế để làm người ta chia thành từng cái cell giống vậy ha. Đó. Ai mà học sâu á, về graph theory á, sẽ được học về cái này. Nói thiệt là tôi cũng không có học, tôi chỉ học về introduction thôi ha. Bởi đây là một cái lợi thế của người ta sử dụng cái đó. Rồi. Có cái từ tiếng Anh đó, nếu mà ai muốn tìm thì sẽ tìm thêm được cái đó ha. Rồi. Với lại bây giờ nếu mà mọi người có muốn thực hành luôn không ha, xong phần này rồi xong rồi một hồi mình hãy làm cái Chưa đâu em, phần chưa đâu cua ha. em. Tôi chưa có hỏi xong, đúng không? Mấy người xong thì tôi chưa. Tại vì em hay chạy lắm, bởi vì là em hay bận giữa chừng á đó. Đó, bởi tôi hỏi trực tiếp luôn để có gì mình phần của mình á, thì em ở lại thì giúp cho mình, còn không ở lại với mình là em đạp cho mình một cái thì em cứ đạp đúng không? Đó, tôi không ngại, không có để em chạy đó, em sai lầm. Rồi bây giờ thí dụ như giờ tôi không có vẽ cái tôi không biết được cái hexabin đó, thì bây giờ tôi phải làm sao? Ngoài cái hexabin ra thì có cái hình nào tương tự để tôi có thể làm được chuyện đó hay không? Ngoài cái này ra thì em có giới thiệu với thầy là cái hình thứ hai đó thầy. Em xem màn hình đi em xem. Quên. Nhưng mọi người có thể thấy đây là cái hình gọi là cái contour plot này. Nhưng mà cái control plot này tôi lên giới thiệu lâu rồi, mọi người cũng nhớ đúng không? Mình đã học là
về toán, mấy cái control plot mà mình học về cái hai biến đó đúng không? Control plot hai biến, hoặc là mình học về cái Lagrange multiplier đó đúng không? Đó là mình đã học rồi thì cũng không phải. Nhưng mà thí dụ như giờ tôi không biết control plot luôn thì có cái nào đúng không? Từ từ để em suy nghĩ. Nếu không có thì em nghĩ là có một cái dạng khác nhưng mà không biết nó tên là cái gì. Nó sẽ gần giống với dạng như cái này. Nhưng mà ví dụ như là những cái điểm nào mà nó trùng nhau thì cái kích thước của cái pawn nó sẽ lớn hơn. Cái đó thầy thấy ổn không ta? Để em coi em search có cái hình nào mà mô tả cái đó theo ý em không ta? Cái Có quyền được sợ với mọi người. À, tôi không có, tôi chắc đó, có quyền được sợ. NCT with pawn size scale. Ở đây. Dạ, theo nghĩ là nó sẽ như thế này. Nhưng mà giờ scatter plot mà em có pawn size có nghĩa là em sử dụng cái biến mỗi một cái điểm đúng không? Có cái size cho cái điểm đó. Đó thì đâu có phải đâu. Cái này không phải. Dạ, nếu vậy thì em chỉ có biết được hai cái thôi đó thầy, chứ em cũng không có nghĩ ra được thêm cái nào. Rồi. À khoan, mà ý là thầy có thể cho mình vẽ thêm ở rìa ngoài được không thầy? Hay là bắt buộc là phải trong một cái plot, ví dụ như cái này, em nghĩ chắc được. Ở đâu mất tiêu rồi ta? Cái tròn dạ nó dạng như này, tức là mình cũng vẽ những cái chấm nhưng mình sẽ có thêm cái phân phối ở ngoài rìa đây nè. Cái này cũng cũng có khả năng làm được đấy, cũng có khả năng làm được nhưng mà không có hiệu quả mấy. Dạ vậy thì em cũng hết biết rồi. Ủa, em đã học cái density 2D rồi mà đúng không? Density 2D. Geom density 2D nó cũng vẽ ra giống vậy à. Đó. À thì cái này cũng dạng như contour mà thầy. Tức là cái density của nó là cái phần để mà nó khoanh tròn. Ví dụ như cái này nó là ba cái, giống nãy em nói là có ba cái đỉnh nè. Tại vì cái phân phối của nó nếu mà theo cái chiều ngang thì nó sẽ Nhưng mà cái thuật toán nó khác nhau à, nó density, nó vẽ theo density chứ nó không có vẽ theo cái embedding là nó khác, còn cái này là nó vẽ theo cái density thì nó khác nữa đúng không? Đó, mấy mốt rút kinh nghiệm mà người cũng thấy gì đó, tôi cho cái tên của một hai cái ảnh thôi thì mình phải tự tìm đúng không, những cái gì mà nó giống kiểu đúng không, mình tự tự mình cluster lại đúng không, mình học unsupervised learning rồi mình tự mình cluster lại đúng không, mình tìm cái gì mà nó cùng một họ của nó hết rồi. Nhưng mà cái density 2D này hoặc là cái Hessian hoặc là cái contour plot nó thì em vẽ mà nhiều điểm quá nó vẽ không nổi mọi người. Ví dụ đây vẽ chừng 1 triệu điểm thôi, là nếu mà em có 8 GB á, em 8 GB RAM á, thì em vẽ cỡ 1 triệu cho tới 3 triệu điểm thôi là nó sụp cái máy của em luôn đó. Bây giờ mà tôi muốn vẽ là tới 28 triệu thì phải làm sao ha? Tôi đặt đặt câu hỏi đó cho em đó. Tại tôi đã làm cái CV sai, tôi làm á là tôi làm tới 28 triệu mọi người đó, tôi làm tới 28 triệu đó thì tôi phải làm sao hả, được không? Bây giờ em thử vẽ 2 triệu trên cái máy của em, tôi mới biết máy của em cỡ là 8 GB đúng không, 8 GB RAM hoặc 4 GB RAM đó, em thử vẽ 2 triệu coi nó sẽ như thế nào hả. Nó bị đơ thầy, tức là em đã có vẽ thử thì Đó. cái data em sử dụng là cái methylation, xong rồi cái của em chỉ có 27k thôi, nhưng mà nếu mà theo cặp á thì nó sẽ ra rất là nhiều. Ở đây em thử để coi. Rồi. Đi
hình như là cỡ 640.000 đúng không? À 9 9 triệu 400 đúng rồi, 9 triệu 400.000. Và ví dụ như cái này thì mình vẽ cái scatter là nó đứng lâu nè. Còn nếu mà mình vẽ cái pin á, cái pin này nó sẽ gọi là ví dụ như mình vẽ mà để cái pin nó ít á, vẽ rất gọi là nó chạy được nha. Nhưng mà nếu mình vẽ nó nhiều á, tức là cái máy tính của mình á, nó vừa tính xong nó phải lưu lại cái giá trị vào những cái pin này nè. Nhiều càng nhiều pin là cái máy mình nó càng đứng. Ví dụ em để 10.000 là cái máy em bắt đầu đứng. Em chỉ thử vậy thôi chứ em cũng không biết là sao cho nó vừa, thì em biết nào nó đứng thì em giảm lại thôi. Đó thì bây giờ bài toán là đúng không, bài toán thì mọi người thấy là dần dần thì nó sẽ hé lộ ra nhiều bài toán đúng không, ai mà trẻ con thì nói vài câu là xong đúng không, chứ còn mà mình làm nhiều và mình biết được là sẽ gặp vấn đề chỗ nào đúng không hả. Em ghi lại đi em, để lát em xong phần của em rồi bắt đầu tới Minh thì em sẽ trả lời dần dần cho tôi hả. Rồi cũng hơi càng để anh suy nghĩ. đúng rồi, chứ để cho em chạy hoài đâu có dễ đâu Giang À, em làm theo cái gọi là em nói cái thuật toán thôi nha thầy, chứ còn làm thì có thể là em suy nghĩ xa là làm sao. đúng rồi. Rồi bây giờ tôi nhường lại cho em ha. Rồi. Dạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại tới cái phần gọi là cái contour plot. Thì cái contour plot ví dụ như hồi nãy nó cũng giống như cái kia, tức là cái hexapin là mình vẽ để mà khi mà nhiều cái điểm của nó quá thì mình nên vẽ mình tăng, gọi là để mình xem được cái mật độ phân phối của cái gọi là cái dữ liệu của mình, thay vì là cái scatter nó bị chồng lên nhau rất nhiều, rất là khó nhìn. Thường thì này sẽ gặp ở trong cái NGS data của mình rất nhiều, ví dụ như mình có nhiều cái gene, hoặc là thường thì ví dụ cái của bên thầy methylation thì nó sẽ bị gặp nhiều hơn, tại vì ví dụ như mà, nếu mà nhẹ nhất của mình thì cũng là 27K mà đó con giờ người ta cũng ít dùng, trừ khi là người ta design kiểu nó riêng biệt cho cái lab của người ta để trên những cái bệnh chẳng hạn. Còn nếu không thì những cái mà phổ biến thì có là 450K mà giờ người ta cũng chuyển sang gọi là cái EBIT, tức là 850K array rồi đó. Cho nên là ví dụ mình plot lên thì nó rất là nhiều. Ví dụ như là giữa bệnh nhân mà trong normal với cancer trên cùng một cái rớp chẳng hạn. Mình sử dụng cái cell line giữa normal với lại cancer trên cùng một rớp, coi là cái sự khác biệt của nó như thế nào. Hoặc là giữa cái gene expression với lại methylation ở trên cái enhancer. Ví dụ như cái này cũng là một cái. Thì cái contour plot này nó chính là cái 2D density hồi nãy mà thầy nói đó. Tức là bây giờ mình có giá trị x, giá trị y, thì cái này nó cũng giống rồi. Vậy cái khác biệt nó chính là cái gì? Những cái vòng tròn này được vẽ thông qua cái gọi là cái density, tức là cái hàm mật độ của hai biến. Thì để mà thì giống như là kiểu hai biến thì làm thế nào để mình vẽ, thì trước khi mình làm hai biến thì giống như cái hội quy vậy đó. Thay vì bài toán mình làm hai biến thì giờ mình làm một biến trước, mình hiểu được nó thì mình sẽ làm được hai biến mà thôi. Dạ. Thì ở đây em sẽ có cái một cái video trên YouTube mà em thấy nó có mô tả khá là hay. Mà không biết là mở có ra tiếng không nha. Tại ủa sao copy không được ta? Nếu nhà mày mở nó không ra tiếng thì em gửi qua thầy mở giúp em nha thầy. Tại hồi trước em cũng có mở nó không có ra tiếng. Thầy nghe được không thầy? Không, tôi không có nghe được. Em thử bật lại coi. Kỳ Nó quá. đang nói. Không nghe. À, vậy là đúng rồi. Vậy em gửi cho tôi đi. Em cho nghe hết luôn hay là nghe đoạn nào thôi em? Alo, sorry em quên em tắt mic. Vậy thôi chắc em để em việc xúc luôn như thế. Chứ để thầy xe rồi em nói nó cũng hơi khó.
Hình như bậc bậc viên sẽ là chém thắng được. À, không sao, chắc chắc để việc Shopee cảm ơn yếu rồi. Thì đầu tiên ở đây là cái Channel Density Estimation, thì thường mọi người sẽ gặp như thế này ha. Ví dụ như là ok để xem cái này thì nó hơi sớm chút xíu. Nên là như mọi người sẽ thấy ở đây là cái dữ liệu của mình là có cái histogram này. Thì thường mọi người sẽ có cái option nữa là mọi người sẽ vẽ thêm được gọi là cái density. Đó, nó chính là cái đường như thế này để nó ước tính được gọi là cái phân phối dữ liệu của mình trên một biến. Thì làm sao để nó vẽ được thì ở đây em sẽ giới thiệu. Thì đầu tiên ví dụ như đây chỉ có cái dữ liệu của mình thôi là đúng không? Thì cái công thức nó sẽ là như thế này, nó sẽ là bằng cái tổng chia cho n. Thì n nó là cái số điểm của mình, còn cái k này sẽ gọi là cái kernel. Thì nó sẽ tính thêm tính trên từng cái giá trị điểm. Thì ví dụ như đây mình sẽ có 1 2 3 4 5 đúng không? Thì bây giờ cái điểm này nó chính cái này mình đang lấy là cái phân phối của cái Gaussian, hay nói cách khác nó là cái normal. Thì cái phân phối chuẩn của mình á, thì nếu mà mình biết được cái giá trị trung bình á, nó là cái điểm đỏ này đi. Còn cái mà gọi là cái hình dạng mà nó bẹt ra hay là nó co vào á thì nó phụ thuộc vào cái đó gọi là cái kia đó cái gì nhỉ, cái standard deviation, nó là cái độ lệch chuẩn. Thì tuy nhiên á, thì cái độ lệch chuẩn đây mình khoan ở đây cập đến ha, mình cứ vẽ cho gọi là cái hình hình dạng của nó y chang như nhau hết. Và đây ví dụ ở đây mình có một điểm đúng không, cái điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư, điểm thứ năm, thì mình cứ kéo dài cái hình chuông và nó nằm ngay giữa như thế này là được rồi đúng không? Thì này mọi người dễ hình dung đúng không? Cứ mỗi cái điểm cứ vẽ cái hình chuông vậy đi. Đấy. Xong nè. Cái bước tiếp theo từ từ. Bước theo mọi người sẽ thấy nè ha. Thì người ta sẽ bắt đầu là cộng nó lại. Tức là cộng cái nó. Thì ví dụ như cái điểm này chỗ này. Tại sao tới ngay khúc này á, mình chỉ có một cái đồ thị duy nhất thôi. Thì nó sẽ trùng với cái đồ thị của cái điểm ngay chỗ này. Còn ngay cái này nè, nó bắt đầu là nó có cái phễu như thế này mà nó không chạy xuống đây á. Lý do á, là hai cái hàm này nó overlap với nhau và nó mà chỗ nào nó trùng nhau á, thì nó cộng lên thôi. Thì thành thì nó chính là cái hàm ở trên này, mình chỉ tổng lại thôi đúng không? Rồi. Ở đây mọi người mới nhìn thấy là ủa vậy tại sao cái chỗ này nó lại gọi là nó cao lên như vậy. Thì mình nhìn vô à thì ngay ngay chỗ này nếu mình kéo một cái đường thẳng xuống đây nè thì có phải là nó bằng sum của cái đoạn này cộng với cái sum của cái ngay chỗ này đúng không? Tại vì nó có hai cái điểm nó gần nhau làm cho cái giá trị của cái điểm của mình á, nó tăng lên. Thì ở khúc sau mình sẽ có một cái gọi là mình chọn những cái hàm khác nhau để mà mình ước tính. Ví dụ như này người ta chọn cái Gaussian á, thì rồi ở đây người ta sẽ chọn là một cái hàm khác là hàm triangular. Thì cái hàm này nó tương đối đơn giản, thì người ta chỉ vẽ cho mình trước nè cái đường chấm 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 nè, thì cái ngay chỗ này là mình nhìn hình dung mình rất dễ thôi. Thì cái điểm ngay đây có phải là cái đường ngay đây nè, thì có phải là bằng cái đoạn ngay chỗ này, hai cái nó bằng nhau đúng không, nó chồng nhau thì nó lên giá trị ngang như chỗ này. Thì nó chỉ là tổng cái đường mà gạch gạch này thôi, cái đường màu xanh nó chính là cái tổng đường gạch gạch, và cái đường màu xanh mình sẽ gọi là cái Kernel Density Estimation, hay là cái ước tính mật độ của mình. Thì tới đây mọi người có hiểu chưa? Tức là dựa vào cái phân phối của mình á cho từng điểm sẽ mình gộp nó lại thôi. Mình cộng nó lại. Hiếu thấy sao Hiếu? Hiếu thấy có hiểu được chỗ này không Hiếu? Hiểu ổn ạ, ổn ạ. Chỉ À. nâng gấp đôi lên. À. Còn Nó gấp đôi lên cũng không phải nha. Ví dụ như có những chỗ nó trùng gấp 3 lên thì sao? Ví dụ như chỗ này nè. Chỗ này là mình có một chỗ này là cái tam giác bự này. Rồi chỗ thứ hai, tam giác thứ hai nó cũng trùng ha, và tam giác thứ ba là ba cái tam giác cuối này nè. Là nếu mà xét cái điểm màu đỏ ngay này là cái vị trí ngay chỗ này nè, ba cái nó trùng nhau. Nên thành ra là ngay đây nó mới cao lên nè. Nó là sum ha. đúng Sum rồi, của tất cả nha.
Nè, ở đây có chữ sum của tất cả, cho nên mình nhớ chú ý là chỗ đó, chứ không phải Ok. là ngã đâu gấp đôi chỗ đó, không phải. Cảm ơn Giang. Dạ. Còn cái hàm á thì mình có thể chọn nhiều cái hàm dựa vào cái phân phối của nó. Ở đây người ta có ví dụ là cái hàm Gaussian thường dùng nhất. Alo. Hồi nãy em có nghe ai nhỉ? Anh Xuân đúng không anh Xuân? Đúng đúng rồi em, từ từ em có nghe không? Dạ có ạ. À, cho anh hỏi xíu, cho anh quay lại cái slide hồi nãy, cho anh cái YouTube đó, để anh hỏi xíu. Cho anh hỏi là cái việc mà mình cộng dồn như vậy á, với lại mình làm một cái Gaussian từ điểm đầu đến điểm cuối á, thì nó khác nhau ở cái chỗ nào về mặt toán học á Giang? Ý của anh là tại sao không chọn cái triangular, ý là cái hàm triangular mà lại chọn cái Gaussian đó đúng không? Ý em là anh thấy cái này là em đang cộng ở cái chỗ mà nó có nhiều cái giao nhau á, là em cộng dồn lại cái đầu, à không, người ta cộng dồn lại cái nó cao cái đường kernel nó cao lên á, thì cho anh hỏi là giữa cái việc làm cộng dồn như vậy với cái việc là ở đây ví dụ có 5 điểm data màu đỏ này, thì mình có một cái Gaussian từ điểm đầu đến điểm cuối, nó dàn trải từ điểm đầu đến điểm cuối, rồi nó nói chung là chỉ có một bell duy nhất á, là thì nó có gì khác nhau về mặt thuật toán À, rồi rồi em hiểu rồi. à, cảm ơn Giang, tại anh thấy này hơi lạ. À, thức của anh có nghĩa là cái ý nghĩa của anh là ví dụ như cái này đúng không? Thì Đúng thay đúng vì bây giờ mình có 1, 2, 3, 4, 5, mình vẽ 5 cái nhỏ sau đó mình gộp thành một cái bự. Ủa, vậy sao mình không vẽ luôn, mình tính ví dụ mình tính trung bình của cái 5 cái điểm này, sau đó mình tính cái đo được chuẩn, sau đó mình vẽ luôn một cái đường đúng không? đúng 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 À, nhưng mà cái đó là gọi là cái mình ước ước lượng dựa trên cái dữ liệu à, nhưng mà cái đó gọi là nó sẽ follow theo cái normal distribution, nhưng mà cái đó mình chưa chắc. Cái này thì mình chỉ gọi là ước lượng dựa vào cái data thôi, data về population. Cái population đó thì nó sẽ ví dụ như nó theo cái bell shape mà có cái mean như là standard deviation, còn cái này thì mình ước lượng dựa vào cái điểm, hai cái nó khác nhau. Còn em thì em nghĩ là dựa vào cái thứ hai hơn, tại vì nó phản ánh đúng cái data. Ví dụ như cái này mình sẽ thấy được là ở đây nó có hai cái điểm này đúng không, ba cái điểm, thì ngay chỗ cái vùng này á, nó sẽ cao lên ngay chỗ cái vị trí nó có nhiều điểm. Còn ví dụ như mà mình tính gộp lại đi thì cái trung bình nó sẽ nằm ở ngay chỗ này đúng không, nhưng mà rõ ràng thì mình nhìn lại cái điểm ngay chỗ này nó không có, nó sẽ dễ bị rồi sao ta, cái outlier nó ví dụ như có đây có một hai điểm nè, nó hơi cách xa chút xíu làm cho cái trung bình nó rời ra, trung bình nó tập trung ngay chỗ này, nhưng mà nếu mà mình nhìn cái giá trị điểm thực tế thì nó không phải là cái trung bình của mình nó có nhiều điểm. Cho nên là nếu mà em thì em prefer cái kernel density estimation này ha. À, ý là mình chưa có cái giả định là năm cái điểm này là normal, nó follow cái normal distribution nên là mình phải cộng dồn cái đó đúng không? Em cũng không chắc, nhưng mà để em vẽ cho, để em cho trên coi thử cái một cái khác đi nhỉ. Cái này nó lại hơi khó để tìm nhỉ. À, ví dụ như cái methylation đây đúng không? Cái methylation của mình nó là bimodal đúng không? Nhưng mà ví dụ như cái nó sẽ follow theo kiểu như này, nếu mà gọi là anh cho nó theo cái kiểu là cái normal distribution thì ý là cái cục này chỗ này nó phải có cái đỉnh hình chuông chứ, nó không có dạng như này, nó không có phản ánh đúng cái data của hoặc là mọi người có ai có cái cách giải thích nào hay hơn không giúp em với? Thực chất ra thì em phải đi lại cái lúc ban đầu em nói đó, nó có cho em chọn tất cả những cái
Cái kernel function đó, cho em chọn. Nếu mà em chọn dạng tam giác, em chọn dạng normal distribution để em tính đó, thì tùy theo cái assumption của em biết được trong cái data của mình là cái nào thì mình chọn cho nó phù hợp, được không? Chứ nó đâu có universal đâu. Ở chậm nó có một đống thứ và nó cho mình áp thêm cái function mà mình biết vào luôn được nữa luôn. Chứ không phải chỉ có những cái default function đó không. Tam giác hay là dạng hình chuông hay là mấy mốt ví dụ như trong chậm là nó có cái beta distribution nữa. Nếu mình muốn áp vào, mình có beta, mình có hai cái parameter cho cái beta distribution mình áp vô cũng được nữa. Đó, thì cái đó là phụ thuộc vào cái assumption mình biết cái data của mình là cái nào thì mình áp vô cái đó, được không? Hả? Dạ. Ừ. À, với lại em cũng không có nhiều thời gian, hình như em còn nửa tiếng, 40 phút nữa. Cho nên là em đi tiếp, và ví dụ mọi người có câu hỏi thì mình sẽ, trong lúc thực hành thì em sẽ trả lời thêm. Dạ. Cảm ơn Giang, em cảm ơn thầy. Dạ. Cảm ơn Xuân, cảm ơn thầy ạ. Thì như nãy mình đã hiểu là mình vẽ được một cái density curve rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ có hai cái density curve. Thì nếu mà có, nói chung là giờ nếu mà mình nhìn cái đồ thị này một cái thì có giá trị x và có density đúng không? Thì bây giờ nếu mà mình có thêm một cái trục y và cái density nó như thế này thì mình sẽ vẽ được một cái 3D graph. Thì cái 3D graph đó, thì đây em sẽ vẽ cho mọi người nhìn ở bên cái tay phải đây. Thì ở đây mình sẽ thấy được cái hai cái đồ thị này nè, nó sẽ giao với nhau tạo thành một cái vùng đúng không? Và ví dụ như ở đây thì họ sẽ chia theo gọi là cái gọi là những cái vòng tròn thì nó tương ứng. Ví dụ mọi người nhìn đây ha, thì ví dụ cái màu đỏ trên cùng nè thì nó sẽ là cái phân phối dữ liệu nó nhiều nhất. Tương tự như vậy, ví dụ như là cái càng càng xuống sâu dưới đây nè thì cái màu hay là cái vùng tròn á, mà người ta cắt á, thì cái giá trị của nó chỉ chiếm khoảng, ví dụ như đây là từ, nó chỉ có cái cuối cùng màu xanh nè, chắc cỡ khoảng một khoảng 2 đến 5% gì đó thôi. Đó, thì cái màu này á, thay vì đó người ta gọi là người ta vẽ theo cái đồ thị này mình khó nhìn, thì người ta chỉ giống như kiểu là mình đập bẹp dúm nó lại á, sau đó mình tô màu là mình cũng thể hiện được cái giá trị của cái density rồi đúng không? Nè, cái này là mình xoay, mình nhìn cái hướng mắt của mình nhìn từ cái đỉnh xuống thì nó sẽ ra cái hình này, và mình chỉ việc gọi là tô màu nó thôi. Đó, ví dụ như cái này ha. Thì cái này ở đây người ta cũng cho mình nè, tức là cái level hay density của nó nè, từ 0 cho tới 2% thì nó nằm ngoài vùng ngoài rìa hết nè. Rồi xong rồi từ 2 cho tới 0,4%, 2 tới 4%, 4 tới 6. Và ví dụ như này cao nhất là từ 16 cho tới 18%, nó không có lớn hơn nữa. Thì cái này nó cũng bị, à với lại cái này em có một cái lưu ý cho mọi người á, là ở trong cái video hồi nãy người ta cũng sẽ có nhắc tới một cái gọi là cái lúc mà mình binning á, thì cái density curve của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng ha. Có nghĩa là cái curve ngay chỗ này nè, nếu mà mình thay đổi cái binning của nó thì nó sẽ có cái chỉ số nó sẽ làm thay đổi cái curve của mình. Có thể là nó smooth hơn, nó có thể là nó smooth hơn thì nó sẽ bẹt ra hơn, hoặc là nó nhọn hơn, tùy thuộc vào cái binning của mình. Thì mọi người có thể coi thêm ở cái video chỗ này. Thì giờ gọi là do cái bài cuối thì nó hơi khó, cho nên là cái phần gọi là thực hành thì cái khúc đầu tiên thì em sẽ làm để mọi người xem thử. Open file. Ok. Dạ. Thì đây là cái package mà em đã cài rồi, thì giờ em chỉ cần loát thôi. Nếu mọi người chưa cài được thì mọi người loát giúp em ha. Thì đầu tiên là để mà ra cái dữ liệu mình giống nhau hết thì em sẽ làm simulate một cái data. Thì cái data này để cho mọi người xem ha. Đó, thì có giá trị x và y của mình. Thì này nó theo cái normalization, cái standard normalization đó. Thì đây mình có 2000 điểm của x với y. Để em coi cái là dim của x với y này. Ủa, dim của df. Nhầm. Đó, thì là 2000 điểm. Rồi, thì giờ mình sẽ vẽ thử. Thì để vẽ thì nó cũng tương đối đơn giản. Có nghĩa là giống như cái box plot gì thôi.
thì mình sẽ khai báo nó gồm gọi là cái data frame của mình là cái gì, x với lại y. Và đây mình sẽ có geom master bin đó. Thì ví dụ như thế này mình đã vẽ được rồi. Tuy nhiên á, thì mình sẽ thấy được là cái số lượng hồi nãy em có nói với mọi người á, cái số lượng bin á nó sẽ ảnh hưởng tới cái của cái hình của mình, đúng không? Ví dụ như cái này mình nhìn thấy à, bây giờ cái bin của này nó chưa ổn cho lắm. À, cái hình của nó mình thấy là cái giá trị nó 60 rồi 20 nó hơi nhỏ nè. Thì ổ hơi lớn nè, dùm sẽ chỉnh nó nhỏ lại. Đó, nó ra 60. Thì tới lúc này mình thấy nó chưa ổn, mình lại chỉnh lên 50. Thì chỉnh thì nó chắc có cái ô là bin nè. Thì này nó cũng giống khi mà mình vẽ cái histogram vậy thôi, mình cũng có cái binning để mình chia ra cho nó dễ. Còn cái này mình binning theo cái hai trục là trục OX với lại OY. Rồi, thì đây tiếp có một cái nữa, đó chính là cái viền. Cái này thì em không thích thật sự. Đó chính là cái viền của cái gọi là cái của cái mỗi cái hexabin này. Thì em không kiểu nó có viền thì nó dễ nhìn hơn, tuy nhiên mà nó không biết sao nhìn họ bị chóng mặt. Là không thích cái này cho lắm, nhưng mà mình biết là có cái option đó. Rồi tiếp theo một cái. Chị Giang chắc bị cái bệnh gọi là bệnh sợ lỗ quá mọi người không? Có nhiều người bị bệnh sợ lỗ quá, thiệt á, nhìn vô mấy cái lỗ quá, chóng mặt, bệnh đó. Có ai đây bị bệnh sợ lỗ không? Không thầy ơi. Anh Xuân kìa thầy ơi. Ừ đúng rồi. Tội nghiệp Xuân quá. Em thì không đến nỗi gọi là sợ, nhưng mà kiểu nhìn nó cũng thấy nó khó chịu quá. Rồi. Nhưng mà có một cái em cho nó mỏng lại lạng tí, đúng không? Dạ, nếu mà thấy dạ, dài, nó mỏng lạng tí. Rồi tiếp theo nó là cái transparent. Cái transparent đó, của nó chính là cái thường này mình sẽ gặp. Ví dụ như mình làm ở bên BBT rồi nó cũng hay có vậy đó. Tức là cái mức độ mà gọi là nó trong suốt của cái ô của mình. Đó. Ví dụ như em tăng lên là 0.3 thì cái màu toàn thể của nó sẽ đậm hơn nè. Hoặc là 0.5 thì nó sẽ đậm hơn. Hoặc là ví dụ em để mà 0.1 là nó cực kỳ lợt luôn. Rồi. Thì như mọi người nãy giờ thấy thì nó chỉ theo một cái màu đơn sắc thôi. Thì mình sẽ không thích nhìn, thì có thể là mình scale với cái scroller. Đó. Thì cái này là cái thường mà em thích nhất. Tức là nó có một cái gọi là cái function gọi là scale cái vivid color này nè. Tức là người ta đã làm một cái bảng màu nhìn nó ổn rồi đó. Thì em nhìn vô em thấy cái này nó cũng dễ chịu, thuận mắt. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có thêm một số cái, ví dụ như là cái legend hay là title vậy. Thì cái đó em thấy cũng bình thường, không có vấn đề gì. Ví dụ ở đây thì rồi cái tiếp theo là mình làm về cái density ha. Thì density thì ở đây em có cái packet type diverse, hình như em ghi thiếu ở trên kia. Ok, thì bây giờ khi mà nó lắc vào rồi thì ở đây mình sẽ có một cái cái này nhầm khi không cần, tại vì cái này em kiểu làm cái bảng rồi, tính ra cái này cũng không cần thiết để lót cái pack này cho lắm. Tất nhiên thì đây sẽ có cái dữ liệu ra để cho mình xem thử ha. Thứ nhất là cái giới tính nè, chiều cao với lại tuổi. Thì ở đây mình sẽ làm như sau, nhất là cái contour plot đây. Thì như hồi nãy em nói mọi người, cái này thì nó không có màu, mặc dù mình biết là cái nào nó trong thì nó sẽ là cái trong cùng thì cái density nó sẽ là cao nhất, và theo càng rìa ra ngoài thì cái density của nó sẽ càng nhỏ. Thì cái này cũng tương tự như vậy, tức là mình có thể binning nó nhiều hơn. Ví dụ mình chia ra nhiều cái đường hơn, đúng không? Thì có thể là chia ra 10 hoặc là 20, nhưng mà điều em thì em thấy là mình phải chia sao cho nó vừa thôi, đừng có chia cho nó nhỏ quá. Ví dụ nhỏ quá như thế này thì em thấy nó cũng không có ý nghĩa, tại vì sự khác biệt giữa hai cái đường đâu có nhiều đâu. Ok. Tiếp theo thì mình có thể làm thêm cái scatter với contour nè, để mọi người xem là
bây giờ cái điểm của mình, vậy là cái contour nó có matching như thế nào á. Nó giống như cái hexabin nãy vậy đó. Thì rõ ràng mình thấy à cái điểm nào mà trong mặt độ nó trong nó nhiều nè thì nó sẽ nằm ở trong cái vòng tròn lớn nhất. Tiếp theo là cái vòng tròn ở thứ hai, vòng tròn thứ ba, vòng tròn thứ tư, vòng tròn thứ năm. Rồi cái này thì em thích hơn là đã bắt đầu gọi là mình đã thay đổi màu được rồi. Chứ đừng có gọi là nó đen trắng giống như nãy khó nhìn. Thì bây giờ mình đổi, thứ nhất là đổi cái rìa được nè ha. Tức là đổi cái viền, sau đó mình có thể đổi theo cái viền thay vì đơn màu mình đổi theo cái density, hoặc là mình đổi luôn bằng cách là mình fill, tức là mình điền đầy cái nó ở trong. Ok chưa, fill mình như khúc này đúng. Ok, cái này thì fill nó chưa có theo cái màu. Thường thì em highly recommend mọi người là sử dụng, tức là mọi người sử dụng cái scale vertex này. Nếu thấy thì nếu thấy nó có sẵn thì tốt, còn nếu không có thì mình search mình tìm, tại vì cái màu của nó em thấy nó khá là thuận mắt đó, nhìn ra rất đẹp. Còn lại thì hồi nãy mình có làm với cái gọi là cái density đúng không, thì giờ mình sẽ làm thử lại đó. Thì cái này gọi là cái transparent hồi nãy mình làm nè, cái alpha giờ nó 0.75. Còn nếu mình để 1 thì nó giống như trang như trên kia thôi, giống như trang với cái việc fill color mà không có gì. Còn giờ nếu mình để 0.1, em thì thường em thích để nguyên cơ bản. Còn cái transparent này thì có thì em giới thiệu với mọi người thôi, chứ em cũng không thích nó cho lắm. Kiểu ví dụ như transparent cảm giác giống như mình bị mất mát, hay là cái giấy in không đủ tốt vậy, cái màu nó bị kỳ lắm. À, rồi còn những cái còn lại thì nó cũng lặp lại cái bước trên kia thôi, tức là mình đây đó. Đó. Thì cái này gọi là cái line mà mình gọi là mình thay đổi cái viền thì thành in đậm, và sau đó mình có thể là thêm vào cái những cái chấm ở đây. Có thể là do muốn hiển thị những cái chấm rõ ràng hơn á, thì mình sẽ nên gọi là làm cái gọi là cái alpha, tức là mình thay đổi cái transparent, thay đổi cái độ trong suốt của cái màu á. Đó, thì cái này là cái chỗ mà tổng kết nè, nãy giờ nè, là tức là tại sao mình lại đi làm thêm cái option gọi là cái độ trong suốt, nó làm cái gì, tức là khi mà mình muốn gọi là cho thấy thêm những cái điểm nữa thì mình nên làm như vậy. Tuy nhiên theo em thì cái nào nó nhiều quá cũng không tốt. Em thì em thích cái nguyên bản, là một là cho em xin cái hình mà không có cái những cái chấm này, và cái màu thì nó bình thường giúp cho em. À, thì em thích làm thích cái này thôi. À còn cái này là cái density mà hồi nãy em có nói mọi người cách làm nữa. Nhưng mà cái này nó cũng không có sao ta, nó cũng dễ làm à, nó chỉ chạy thôi. Thì mọi người có thể coi mọi người làm giúp để mình chuyển sang cái bài tập thứ ba, em nghĩ là nó sẽ hay hơn. Thì để em giới thiệu rồi anh Xuân trong lúc đó thì anh Xuân coi suy nghĩ giúp em ha. Thì cái bài tập nó như sau, nó là sử dụng cái methylation 27k ở TCGA RAKA để mình visualize cái những cái ở đây có 4 cái câu thôi. Thì đầu tiên là cái TCGA RAKA methylation 27k thì nó sẽ là dạng như thế nào. Để em sẽ vào cái đường dẫn này để mà mọi người mình cùng xem với nhau ha. Thì cái này là của bên Đại học Cali thì họ có làm. Thì ra cái bảng ở đây thì sẽ là CB size nè. Ở đây thì sẽ là cái mã của cái sample. Thì mình sẽ có được gọi là cái bệnh nhân trên ung thư vú, cái TCGA BRCA này ha. Thì họ đã xử lý sẵn cho mình rồi. Cái việc của mình là bây giờ mình sẽ visualization theo cái yêu cầu của em. Thì em đã tải về để bỏ ra sẵn trong cái file zip rồi. Thì mọi người chỉ cần vào tải và chạy thôi ha. Thì đầu tiên trước khi mà mình gọi là chạy code á, em có ở trong kia. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình phân tích mình cần làm cái gì trước cái đã. Thì yêu cầu như sau, là đầu tiên là sử dụng một cái bệnh nhân ha, một cái người thôi. Thì có mã là A0B7 đi. Thì với hai cái
hai cái sample, thì một người có thể họ có hai loại sample ha, là normal và cancer. Thì giống như cái normal và cancer làm sao để mình biết mà cái đó từ một người, thì đây là ở đây em có cho mọi người cái data của người ta nè, tức là cái mã bệnh nhân ở khúc cuối nè, như mọi người thấy ở đây đúng không, nó sẽ có cái chữ sample, ví dụ như 01A hoặc là 11A. Thì cái sample này cái ý nghĩa như sau, người ta có nói nè, nếu như mà từ 1 tới 9 á, nó gọi là cái loại ung thư thôi, còn cái mà từ 10 cho tới 11 thì nó là loại normal. Ví dụ ung thư thì có thể là gọi là ung thư dạng rắn nè, rồi ung thư dạng lỏng, hay là normal thì cũng có thể là cái mẫu rắn hoặc là mẫu lỏng hoặc là cái những cái loại khác nhau nữa. Thì cái này mình có thể vào đây coi thêm, nhưng mà đây thì em chỉ lấy hai cái thôi, thứ nhất là cái 01A hoặc là 11A. Thì ở đây mình sẽ được hai cái mẫu này, và mỗi cái này nó sẽ có một cái data array là 27K. Thì bây giờ mình chỉ cần visualize gọi là cái mối tương quan giữa normal và cancer thôi, trong từng cái cặp CB size. Thì ví dụ này ha, là mình vẽ này là normal, cái này là cái cancer, và sau đó mình sẽ vẽ từng cái điểm và mình sử dụng gọi là cái hexabin để mình vẽ. Thì ở đây em có gợi ý cho mọi người như sau, thứ nhất là cái phần data là mình sẽ loát, thứ nhất là loát làm sao để mà mình chuyển vào cho nó được như thế này, tức là cái ma trận của mình là đang từ cái dạng như thế này, thì mình phải chuyển ra thành ba cột để mình vẽ mới được ha, tại vì mình phải vẽ là theo cái gọi là cái thứ nhất là mình phải chuyển thành ma trận ba cột nè, và sau đó mình sẽ cái cuối cùng của mình để mình vẽ được á là nó sẽ ra giống như là cái DF1 cái cuối cùng này, tức là ở đây mình nhìn thấy được là cái này là đang là một cùng một cái drop nè, và cùng một cái bệnh nhân nè, và cái này là bệnh nhân 01A là mình mọt giữa bên nhóm gọi là ung thư, và 11A là ở bên nhóm normal, và giá trị value x này chính là methylation ở CBCI này trên cái normal nè, ở trên cancer nè, còn value chấm y chính là methylation ở trong cái cancer đó. Thì cái bước để mà mình làm thì em có gợi ý như sau, thứ nhất là mình loát và mình transform thành dạng cột như thế này, và sau đó mình sẽ tách ra cái gọi là cái loại thai nè, và sau đó thì mình sẽ tách ra là cancer với lại normal. Thì cái cancer nó sẽ có cái pattern là cái 01A với cái 11A, là cái cancer với cái normal là mình sẽ lấy ra được hai cái bảng này đúng không, sau đó rồi mình sẽ mệt nó lại, mình sẽ mệt dựa vào cái gì, dựa vào cái rớp và dựa vào cùng cái bệnh nhân đó. Thì sau khi mà có kết quả này rồi thì giờ mình sẽ dựa vào cái variable là của cái thai này nè, để mình lấy đúng ra một cái bệnh nhân mà mình cần visualization thôi. Vậy là xong cái bài 1. Thì anh Xuân có thể share giúp em màn hình được không anh Xuân? Anh Xuân ơi. Anh đây. Anh không trốn đâu. Ok. Mọi người thấy màn hình của em chưa? Thấy rồi. Dạ, nhỏ. Cái data của mình là cái này đúng không Giang? Dạ đúng rồi anh. Anh mở cái DV plot contour and hexagon lên anh. Anh mở rồi. Dạ. Rồi anh ghép cái phần chữ try hat ở dưới. Rồi. Rồi, xích lên. Rồi, anh dòng 161. Thì bắt đầu ở đây mình sẽ lát cái dữ liệu trước cái đã. Cái này thì anh nên set working directory vào đúng cái folder đó anh. Đúng rồi, làm vậy thì không cần phải set. Nhanh lẹ. Dạ. Thì cái này gọi là mình đọc nhanh cái dữ liệu của mình vào ha. Ôi nhiều. Thì anh search thử, anh ra anh chọn cái dim đi để coi được là bao nhiêu cái của mình. 27 ca rớp, 342 bệnh nhân. Tại vì này, trong này mình sẽ có một cái cột là cái cột rớp á, cho nên mình chỉ có 342 bệnh nhân thôi. Hiểu. Rồi. Bây giờ hồi nãy theo cái em giới thiệu á, thì bây giờ mình phải làm transform cái dữ liệu lại thành cái dạng cột. Chỉ có 3
thôi, tại vì cái này đang dạng ma trận mà, ma trận thì mình không có vẽ như là hình sao. Em có vẽ trong code á. Ok. Data thì dòng tháng 6 anh enter span. Sao Giang anh không nghe rõ? Ý là lúc này là mình phải transform thành dạng ba cột á, thì anh có cách nào không nhỉ? Theo đúng không anh? Để transform hết cả cái data frame của mình này giờ thành một cái data chỉ có ba cột thôi đúng không? Đúng rồi, là cái cột là CB size, cột bệnh nhân với lại cái value nó chính là cái giá trị của cái methylation tương ứng. Anh cũng thư viện gì anh? Cái reset true anh. Là cái reset true đi anh. Dạ. Yeah. Rồi giờ anh thử đó mà có chữ mail đó luôn ha. Rồi, methylation. À vậy là được rồi anh ơi, không cần cái ID đâu. Tại cái ID nó mặc định chọn rồi. Rồi giờ anh sẽ hack lại cái DF xem như thế nào. Rồi, thì bây giờ nó đang ra đúng cho mình rồi nè. Thì bây giờ em muốn gọi là lấy cái mã code bệnh nhân thôi á, từ cái variable á, thì anh sẽ xem cái gợi ý của em. Bên cái sublime test, bên cái sublime test. Dạ. Thì ở đây em sẽ gợi ý thứ nhất là mình sẽ có một cái vector đúng không? Ví dụ như là cái dòng 172 nè. Thì anh chạy thử đi rồi mình coi, mình bắt chước theo cái của người ta thôi. 172, 173 luôn. Dạ đúng rồi. Enter. Đó. Thì ví dụ như chỗ này đúng không, là mình đang chỉ lấy cái giá trị của nó là substring từ cái. Sao nó hơi khác ta. Đợi. Từ từ nha, chờ em xíu. Rồi ok, anh qua copy cái đoạn em vừa gửi qua đi anh ơi, hình như em em làm hơi bị nhầm chút xíu. Dạ. Đó, thì đây là cái mình sẽ thấy được là cái ban đầu của mình á, là có mỗi cái nó có nhiều cái ký tự đúng không? Nó là một cái chuỗi. Thì bây giờ ví dụ mình muốn lấy là cái ba cái ký tự đầu thôi á, thì mình sẽ gõ là first bằng 1, last bằng 3. Và cái df nó nhập vô thì nó sẽ trả về cho mình một cái gọi là cái vector, nó trích xuất được cái ký tự theo cái ý của mình. Và em muốn lấy 4 thì làm sao anh? Chữ last này bằng 4, first 1, last 1. Dạ. Thì bây giờ nếu mà em muốn từ cái chỗ variable á, em muốn lấy là cái tới chữ LV thôi. Tại vì cái tới chữ LV nó chính là cái mã bệnh nhân á, thì cái số đó là bao nhiêu á anh? 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Đó. Vậy thì mình nhập thử sửa lại từ cái chỗ của em á. Mũi tên lên. Dạ. Yeah. Cái df thì mình thay df dollar variable. Đấy. 1 cho tới 12, hy vọng là nó đúng. Dạ. Yeah. Xét biến mới không vậy? Dạ đúng rồi anh, thì mình sẽ dán vô cái data frame của mình luôn. Thì em có đặt nó là df dollar thai anh, hoặc là anh đặt là mét dollar thai đi anh. Qua bên cái anh đang đặt nó là df đúng không? Vậy thì anh đặt là df dollar thai đi anh ơi. Ok.
mà anh nhớ nha, do cái anh đã đặt cái DF data frame của anh á thành một cái vector kìa, ở cái dòng trên là alloc joseph hay jaco gì đó thì nó, cho nên là thành ra là anh phải đổi lại cái data của anh thành là cái mét luôn đi. Ừ, mét đi, mét bằng mail mét. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi xong bây giờ mình sẽ gọi là mét time bằng substring. Dòng 117 em có để bên kia cho anh đó thì à thôi anh nhập bên này cũng được. Rồi anh nhập vô ở trong cái đúng rồi. Bây giờ cái DF của anh phải là mét mà ETH variable. Đấy. Dạ đúng rồi. Đây đi. Rồi bây giờ anh hát thử lên xem coi nó ra đúng không. Đấy thì giờ nó đã ra được cái mã bệnh nhân cho mình rồi. Thì giờ mình sẽ subset chia thành normal với lại cancer ha. Để gọi là hồi mình có thể có nhiều cách khác nhau, nhưng mà em thì em muốn chia ra normal với lại cancer, sau đó em mặc lại sao. Thì để mà chia ra được normal với cancer thì em có một cái ví dụ như thế này. Thì cái normal của mình có cái mã nó là 01 đúng không, 01A. Thì giờ anh thấy cái dòng 182 đúng không? Anh kéo tới 187 anh chạy thử đi, rồi mình sẽ nhận xét từ cái ví dụ này. Đây. Thì đây mình sẽ thấy một cái, anh gọi chữ ABC data đi để mình xem nó như nào anh. Dạ đúng rồi. Thì mình thấy à, đây là một cái data frame mà trong đó có cái chữ A nó sẽ kết thúc đuôi bằng cái chữ UK, DE hoặc là NO gì đó. Thì bây giờ làm sao để mà mình lấy chỉ có cái hàng nào mà có cái ở cái cột A á, đuôi ký tự là DE thì mình sẽ làm như trên, đúng không? Đó chính là cái lệnh grep. Đúng rồi. Thì bây giờ để mà modify mình sẽ làm như thế nào đối với cái trường hợp mà mình gọi là muốn lấy cancer hoặc là normal. Thì anh qua bên cái dòng 192 bên kia, mình sẽ bắt đầu mình gõ ở đây, mình modify từ chỗ này 192 đây. Dạ đúng rồi. Mình sẽ bắt trước cái dòng 187 để mà mình làm á. Ok, thay vì ABC data thì của mình nó là đang là cái mét nè. Đó. Thường thì em làm cũng làm giống vậy thôi, tức là lên mạng search xong rồi thấy cái nào nó dùng được cho mình sẽ đó modify lại. Là lấy hết cái này luôn đúng không Nghiên, hay là mình lấy cái DF mình lấy cái variable thôi anh, cái mat variable thôi, nó là cái AB data dollar A đó. Data à, ý là mình nhập cái Python đầu tiên, cái Python cái mẫu của anh á, cái mẫu của anh là 01A. Ok. Sao 01A luôn. Sao nghĩa là cái khúc trước nó là cái gì cũng được. Rồi sau đó là cái 01A. Rồi phẩy cái cột mình cần điền vào. Dạ. Yeah. Dạ đúng rồi. Thì mình sẽ đặt nó là cái cancer. Rồi. Giờ cái normal thì anh đổi là thành cái số 11A thôi đúng không? Ừ. Cái số A nó có thể là có cái A nó chỉ là cái code thôi, có thể là A hoặc là B đều được ha. Nhưng mà trong trường hợp này em chỉ muốn lấy cái 01 cho A hoặc là 11A cho nó dễ làm thôi. Anh define. Ủa anh hát lại cái mét xem sao anh? Hình như cái mét của mình nó bị thiếu cái variable hết ta. Không, cũng có. Variable. Em thiếu cái dấu phẩy sau cái cầm variable em. À, đúng rồi, thiếu cái dấu phẩy.
À, trước cái dấu ngoặc vuông cuối cùng. Phải. Bởi vậy code nhiều khi thiếu cái dấu phẩy không? Em nhớ cấp 2 em học Pascal nên toàn thiếu dấu phẩy là đi hết. Bây giờ mình sẽ hết thử cái cancer coi là nó ra đúng không nhỉ? Rồi. À, nếu vậy thì thấy có vẻ là hợp lý rồi nè. Tức là không mọc A không ạ. À. Rồi. Giờ tiếp theo thì có thể là mình gọi là loại bỏ những cái giá trị NA value đi. Thì cái này có thể là mình có nhiều cái cách để mình infer, tức là mình suy luận ra cái giá trị mà gọi là những cái drop nó bị mất á. Nhưng mà thường thì ở trong ví dụ này thì em loại bỏ nó luôn cho nó dễ, là cái dòng 198 và 199 á. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cần gộp lại là cái theo cái data cho nó dễ đúng không anh? Thế mình sẽ nhập lại một cái data frame. Và sau đó mình sẽ có cái value X và cái value Y thì mình sẽ vẽ được. Thì giờ thay vì giờ khoan hãy nói về cái giá trị là mình mặc như thế nào, nhưng mà nếu mà mình mặc sử dụng cái cột nào mới là quan trọng. Thì đây mình sẽ mặc dựa vào cái cột nào theo anh á? Mình sẽ mặc dựa vào cái thứ nhất là cái composer element này với lại cái type đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cái này anh biết anh bị vấn đề gì không? Hồi nãy em kia ở trên kia em có đổi thành cái chữ rop á cho nó dễ á, còn anh để luôn chữ composite element reference rồi á. Giờ anh có thể đổi cái tên cột được không anh, nó thành chữ rop variable value với lại cái type á. Giờ đổi cái này đúng không vậy? Dạ đúng rồi, cái cột đầu tiên cái tên nó thường thì mình sẽ đặt cho nó ngắn gọn xúc tích hơn. Đổi thành prop. Dạ đúng rồi. Anh kéo lên trên kia thì em sẽ có chỗ đổi cho anh. Đó, cái dòng 168. Đúng rồi. Thì giờ mình sẽ đổi cái giá trị gọi là cái cancel với lại normal. Thì do nãy mình chưa có đổi thì giờ mình đổi lại, sửa lại. Mình nhớ rõ cái ô cuối cùng đó là cái type. Đây. Mà tương tự giờ mình đổi cái normal cũng y chang như vậy. Thì nãy anh nói đúng rồi đó, tức là mình sẽ sử dụng cái drop với lại sử dụng cái type để mà mình gộp nó lại. Thì bây giờ anh xem thử xem là cái mặt như thế nào anh, mặt data frame. Đấy không? À không, ở đó nó có sẵn rồi kìa, anh đọc thôi. Anh sợ nó bị lâu nên kéo sẵn cho anh đó. Mình sẽ có hai cái X và Y là hai cái data frame cần mở, và by cái gì là bằng cái cột nào. Dạ đúng rồi. Thì đây mình giống nhau rồi cho nên là mà mình gõ chữ mặt xong rồi cancel và lại normal by. Cái này đặt là DF đúng không vậy? Để xíu nữa khỏi đúng không? Phải sửa. Dạ đúng rồi, em đặt nó là data frame. Dạ đúng rồi. Ở đây thì anh thay bằng cái vector luôn cũng được, là bằng C xong rồi hai cái cột là drop với lại cái type. À anh nhớ viết cái string đúng rồi. Dạ. Yeah. Enter này. Xem chạy thấy cũng nhanh mà ta. Mấy anh có dấu hiệu bị đứng không anh? Anh không biết có bị. À rồi, ok. Được rồi, được rồi. Nó ra. Rồi ok, ra 648.000. Ok. Ủa đúng không? Ủa? Sao cái cancer
Ủa sao cái df nó ít vậy ta? Sáu trăm bốn mươi tám ngàn là đúng rồi, cái df là đúng rồi anh ơi, không sao đâu. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là làm cái bước tiếp theo là mình visualization thôi. Thì nãy em có nói là bây giờ mình lấy một cái bệnh nhân ra thôi anh, thì làm sao để mình subset cái giá trị á? Bệnh nhân là cái mã này cái... Okay. Dạ đúng rồi, mình lấy một bệnh nhân bất kỳ thì mình sẽ lấy df hàng, thì lấy những hàng nằm df đô la thai bằng bằng cái gì đó. Okay. Rồi anh pass cái đó vô. Đây, thì giờ ra này là đúng một bệnh nhân thôi đúng không? Đúng rồi, sau đó mình vẽ thì giờ mình lấy cái value.x value.y là mình vẽ được rồi. Thì giờ cái của em đặt sẵn là cái df1 á, thì anh đặt thành cái df1 đi. Ok. Dạ rồi, thì giờ anh copy cái đoạn đó thôi, vẽ thì không có làm gì khó. Chủ yếu là xử lý dữ liệu ở trong cái bài này khó thôi. Úp. Start bin hex kỳ vậy ta. Cũng có. À, anh bỏ cái phần gọi là cái geom hex scale field container theme basic gì hết luôn đi. Anh chỉ để cái là từ 221 tới 223. Anh xóa giúp em. Xong em phải install như cái chỗ anh thiếu gửi mà. Dạ. Yeah. Install. Ủa nhưng mà sao bên máy em không có loát nó mà nhiều nó vẫn có ha? Máy anh phải bắt install cái hexin, hexpin. Dạ dạ. Tại vì hồi em thì em không có loát nó nha, không có gọi function nhưng mà nó chạy vẫn được. Em tính fix đỡ, tức là nếu mà không được thì gọi là gọi cái geom pawn ra để mình vẽ thôi. Đây thì đã xong được cái bài thứ nhất. Thì ví dụ như cái này thì theo anh thì cái vùng nào mà gọi là hypo và lại hyper methylation đó anh? À, anh nghĩ là vùng này là vùng hyper. À, nó ý là cái vùng nào mà có sự thay đổi thì tức là cái vùng ở đó ví dụ như cái sự chênh lệch của methylation của nó sẽ lớn hơn ví dụ như là lớn hơn cỡ 10% đi nha. Thì em có làm cái tiếp theo anh làm được cái câu số 2 đi nha. À rồi ok. Ở đây đúng không nhỉ? Cái này cái dòng 214 anh. 214. Rồi ok. Thì ở đây mình sẽ tính cái giá trị tuyệt đối cho cái sự khác biệt giữa hai nhóm ha. Ví dụ trên cùng một bệnh nhân. Thì thì giờ mình lấy hai cột mình trừ cho nhau thôi, đúng không? Cột value x trừ value y. Dạ đúng rồi. Nhưng mà để cho dễ thì mình lấy trị tuyệt đối cho nó khỏe. Okay. Hình như hàm này đúng không? À... Dạ đúng rồi. Anh gõ ABS là đúng rồi. Và value.x. Rồi bây giờ mình phải lấy cái df1 lại. Ừ. Giờ mình hết cái df1 xem. À đúng rồi, mình phải ra làm cái df1 cái mũi tên lên cái nữa. À đúng rồi. Giờ mình lấy cái này ra.
Ok, mình hết là cái df1 nó sẽ có cái cột different này. Thì giờ nếu mình muốn vẽ thì mình sẽ subset thôi, mình lấy cái nào mà nó lớn hơn 10% đúng không? Là 0.10% là 0.01. À không, 1% là 0.1. Thì em đặt nó là đi f2. Chỗ này à, hình như cái này là khác rồi đây. Cái này là cái df2 cho cái trường hợp trung bình. Thôi mình làm cái df1 tiếp vậy. Qua cái terminal mình gõ tay thôi đây. Ok. Thì cái subset mình bắt trước ở trên kia y chang nè. Lớn hơn 0.1 nha. Ông chấm anh này, chấm chứ không phải đọc. Ok. Rồi giờ mình sẽ thay nó vào cái chữ df, đúng rồi, dòng 220, mình đổi là cái df1 thành df2. Dễ vô này mình nhìn cái này ra ngay. À. Thì giờ cái nào hai bơ nào hai bô thì mình sẽ biết, tức là cái này ví dụ cái nào methylation mà ở trên cái normal nó lớn hơn trên cancer, mình lấy đại một điểm trên cái đó thôi. Mình ví dụ như hai cái điểm trên cùng anh gần bằng một luôn á, bên tay trái trên cùng, đúng rồi, ví dụ cái điểm đó thì cái methylation ở trong cái normal với lại methylation trong cancer nó như thế nào á? Cái cancer của mình đang là trục X. Ok, cancer thì nó thấp, còn trên normal thì nó cao. Đúng rồi. Vậy thì rõ ràng có một cái suy luận là à, bây giờ có CB sai, có cái CB sai ngay chỗ đó. Và khi mà bệnh nhân bị mắc ung thư, và cái này mình làm đúng một bệnh nhân nha, chứ không phải là làm kiểu nhiều bệnh nhân, thì nó cái này theo pair luôn. Cho nên mình thấy à, vậy bệnh nhân này đang có cùng một cái methylation, có thể là nó nằm ở cái vùng nào đó, và khi sự khác biệt về methylation nó gây ra cái bệnh, cái đó là cái giả thiết thôi. Còn nếu mà làm thì mình không biết. Rồi với lại ngoài ra thì anh có nhận xét gì tại sao nó lại có hai cái chấm mà vàng vàng á, tức là cái vàng ở đầu dưới và cái vàng ở đầu trên, thì anh có nhận xét gì hay không? Ở đầu dưới là chỗ này hay gì? Dạ đúng rồi. Với lại cái phần ở trên nó cũng hơi vàng vàng kìa. Đó. Khúc này. Dạ. Thì anh nhận xét như thế nào về cái mật độ của cái dữ liệu của mình ngay chỗ đó? À, những cái chỗ có màu vàng là nó sẽ có nhiều cái count, cái số lượng drop của nó cao. Bạn chỗ này là hai vị trí mà cả normal và cancer đều thấp, và vị trí này thì cả normal và cancer đều cao. Với lại một phần nữa là do cái của mình nó là bimodal, tức là cái methylation nó dạng như nó có cái mông với lại cái đầu nó sẽ gọi là hơi nhiều, nên thành ra là mình cái này mặc dù là nó đã có sự thay đổi, nhưng mà cái phần gọi là nó thay đổi không nhiều, nên nó tập trung ra cũng ở hai cái phần này, nên mình nhìn thấy là nó cũng ổn nha. Dạ thì bây giờ không biết là có ai có thể gọi là share giúp cho em cái phần tiếp theo không ạ? Là cái bài số 3 và cái bài số 4. Tức là bây giờ mình sẽ không sử dụng một bệnh nhân, mà mình tính trung bình cho từng cái CB size. Ví dụ như là ở cái CB size đầu tiên đúng không, thì mình có bên cái, tất cả bệnh nhân normal mình tính trung bình là bao nhiêu, và cái trường hợp và cái thứ hai là mình tính cũng cái CB size đó, nhưng mà tất cả bệnh nhân cancer là bao nhiêu, rồi sau đó mình visualize lại thế. Trong cái này em có gửi cái slide không? Anh chưa thấy slide trong cái... À, đúng rồi, hình như em bỏ sót cái attach file đó rồi. Dạ, để một hồi em gửi cho mọi người thêm sau. Nhưng mà cái yêu cầu đề bài thì mọi người nghe là hiểu đúng không ạ? Tức là mình bây giờ mình thay vì mình vẽ một bệnh nhân thì mình vẽ gộp lại thôi. Là phần của anh xong rồi đúng không? Dạ đúng rồi, thì em tính hỏi là mọi người có ai có thể vậy thôi để em share luôn ha. Thôi để gian lại.
tại ban đầu em làm nó khó hơn là có cái CV, có cái region giữa enhancer rồi motor làm nữa, nhưng mà em thấy cái data nó hơi nặng nên thôi. Yeah. Thì ví dụ như tới đây đúng không, thì bây giờ mình sẽ làm quay lại cái chỗ phần kết quả như trên này, chỗ nào sẽ chạy lại để mọi người cùng xem. Sao hơi lâu nhỉ? Rồi ok. À, thì ra cái đồ thị cũng giống anh Xuân này. Thì do là cái bệnh nhân của em khác cho nên là mọi người sẽ thấy là cái đốm trên này nó vàng hơi khác ha. Còn cái bệnh nhân thì mọi người muốn thử với bệnh nhân nào cũng được thôi, không thành vấn đề. Thì bây giờ để mà mình tính trung bình thì giống như cái cancer hồi nãy đúng không? Thì bây giờ em sẽ tính cái trung bình cho cái cancer thôi. Thì từ thiếu cái data table, hình như là cái thư viện em load thiếu. Ủa mày thiếu thư viện gì ta? Unused argument by load. Value cancer. By drop mean value. Ủa? Từ từ để em xem. Em có chạy được, em mới làm hình, em có đưa mọi người đó nhưng mà không. Để tôi xe phụ cho em. À. Từ từ. Sao ta? Sao nó bị như này ta? In the frame phải list me. Ồ, hồi sớm chạy được mà. Look by mean. Mean value by drop. Cái này nó bị chắc gì tại ta? Nãy thời gian không chạy từ đầu nên nó bị lỗi á. Tôi thấy tôi chạy ra được cái chỗ cancer đó, có gì? À, chạy ra được ha. Ồ, hay quá. Kim Cương sẽ giúp tôi. Cái này đúng không? À đúng rồi. Ủa sức kỳ vậy ta. Ok. Rồi cái normal mình gõ đi, trang lại như vậy luôn. Ok. Từ từ. Rồi ok. Mình mũi tên lên đó Kim Cương. Là đúng rồi, mình đợi. Tức là mình lấy cái normal, cái biến ở trên kia mình đặt lại thôi, mình xài lại. Rồi thì bây giờ mình sẽ gọi là mình mặc lại thôi đúng không? Mặc dựa vào cái rod. Này vô đúng nghề của Kim Cương này nè. Ok, mình chạy thử. Đây. Rồi thì giờ mình sẽ làm y chang như câu chuyện trên kia. Tức là mình cũng visualize vậy. À, thử xem như nào. DF2. Đúng rồi. Thì bây giờ mình cũng sẽ calculate cái different
cái absolute difference đó, giống như nãy anh Sung có làm á. Đúng rồi. Nhưng mà nhớ chỉnh sửa là df trill. Và cái trong kia cũng là min x chấm min y. À đúng rồi, min chấm x và min chấm y. Df trill luôn á ấy ơi. À Kim Cương ơi. Sorry. Quên qua quên. Rồi ok. Thì giờ mình sẽ bắt đầu mình visualize thử nha. Cái này mình chưa có filter. Khoan ha, filter đi. Bây giờ mình visualize hết luôn cái DF2. À đúng rồi. Đó. Thì giống như cái nãy, tức là mình nhìn thấy được cái hình. À nhưng cái này cái pin nó cũng hơi ít ha. À, Kim Cương có thể chia nó nhỏ hơn không? Thành cỡ 20 thử xem như nào ta. Cái này nó nhìn cũng hơi dày. À rồi thì bây giờ mình sẽ thử chia nó thành filter, nó thành một cái đường ở giữa là mình filter cái tỷ lệ của nó là 10%. Đúng rồi. À, rồi nó ra như này. Rồi thì giờ ra kết quả là nó cũng tương đối là nó ổn. Ví dụ như cái filter này thật ra nó không phải là chọn, nó không phải là nó vẽ cái đường ở ngay chỗ cái đường y bằng x rồi sau đó nó có cái line nó ngăn cản nha. Ví dụ như cái hình dạng này nó ra như vậy. Nhưng mà có những cái điểm, ví dụ bên normal là 0.8, bên cancel là 0.85 á, thì cái điểm đó nó vẫn bị loại đi nha. Cho nên mọi người đừng có hiểu lầm là cái mình đang dùng một cái đường thẳng nghe chéo y bằng x rồi sau đó mình loại bỏ những cái điểm đó. Ok. Tuy nhiên thì có nghe cái vùng đó nó có nhiều điểm nó bị loại đi á, cho nên thành ra là mình sẽ thấy có cái đường nó giống như vậy. Ngay giờ đó thì nó sẽ bị loại đi chắc chắn rồi. Rồi thì đây là cái phần thực hành. Còn cái homework về nhà thì em nghĩ chắc là thôi à. À, em nghĩ là ở đây mọi người chắc là thực hành cỡ như này là cũng ok rồi. Tức là tổng quan bài hôm nay mình sẽ có là cái phần gọi là mình sử dụng cái Hexabin. Rồi sau đó mình sử dụng cái contour plot để mà mình visualize cái data của mình nó nhiều. Và và để mình load vào á, thì mình sử dụng cái packet, đó chính là cái data table, để mình load cho nó nhanh, sử dụng cái fbridge. Và sau đó mình sẽ transform data, sử dụng cái reshape tool. Và cuối cùng mình visualization thì sử dụng cái thư viện có sẵn ở trong cái ttplot tool. Thì đó là cái nội dung của cái bài hôm nay. Dạ thì cũng cảm ơn Kim Cương đã share, cảm ơn anh Sơn đã share, và cảm ơn thầy cũng đã giúp đỡ. Và mọi người có câu hỏi gì không ạ? Trong lúc mọi người suy nghĩ câu hỏi thì tôi muốn hỏi là giờ em có hai cái cách vẽ đúng không? Đó thì khi nào thì mình sử dụng cho trường hợp nào? Đúng không? Cả hai đều vẽ nhiều cái point mà nó bị chồng lên nhau đúng không? Đó. Xuất phát điểm như vậy thì khi nào mình chọn cái hexabin, khi nào thì mình chọn cái density 2D giống như vậy. Dạ. Em theo em thì nó sẽ chia ra, thường thì em sẽ vẽ như thế này. Tức là nếu mà cái giá trị của em, cái điểm của em nó phân phối tuân theo một cái quy luật, thường thì mình sẽ vẽ, ví dụ mình vẽ cái contour plot á, nó sẽ ra theo kiểu là cái vòng tròn nó đều và nó chỉ có một đỉnh thôi á, thì em sẽ thích cái đó hơn. Còn cái trường hợp mà nếu mà dạng như cái dữ liệu của em nó phân phối, nó không có dàn trải theo cái từng cái, theo một cái vùng cụ thể và nó dàn trải đều ra mà nó theo kiểu là theo từng cụm A, cụm B, cụm C gì đó, thì em sẽ thích cái gọi là cái hexabin hơn. Dạ, cái đó là theo cái sở thích của em. Dạ. Có ai có ý kiến nào nữa không? Có nghĩa là em nói vậy là
cái covariant matrix á, thì nó chỉ có nằm ở trên cái đường chéo chính thôi, đúng không? Còn mấy cái kia thì nó tôi nói gì chắc mọi người cũng không hiểu đâu, thôi kệ bỏ qua đi. Rồi em để tôi đưa cho em cái này luôn ha, để cho em Minh em chuẩn bị đi Minh ha. Yeah.